Tâm sự Trùm Du Đảng. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ hòa thượng Diệu Pháp cho những người trong sửa nghe. Những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật Pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả, chỉ cần nghe người lớn nói một câu, Lữ Sơn Kiệt đến kìa, là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ, tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó, bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại, thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì. Kẹt! Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ á. Tôi giật nảy người, cả tài xế xuống quát to. Mày muốn chết hả? Chiếc xe lúc này đã dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng tiếp. Đúng là mày tự tìm cái chết mà. Tôi nghe xong, đầu bốc quả, liền chạy tới, đập rầm rầm vô cái xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện, cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, làm một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đồn khắp nơi, lập tức đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi. Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cất ngựa cũng có thể nở qua đó. Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng, nhưng lúc đó tôi nghe xong cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi, ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt, mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân gì thì gặt quả đó, không có sai chút nào hết. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi, trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay, thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực, mà còn hay bị chóng mặt, choáng váng. Đàn cư sĩ nói tất cả đều là quả báo, do tôi đánh người, sát sinh mà ra. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thề từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Đức Phật.
Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì vì sao mà tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa, thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi, một khi đã hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tịnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao? Từ đó, cứ mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn, dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như là hũ chìm, miệng lúc nào cũng phi phèo, thuốc lá y như là ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước mặt Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, từng lỗi sát, đạo, dâm, giọng, tôi đều dũng mãnh thầy đức đoạn, bỏ ác theo thiện. Tôi lại 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng, mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp. Mỗi một lại đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo những giọt lệ ăn năn. Tôi lại, đến ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi, láng giềng hương thôn, mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cất ngựa đã nở hoa, tên ác quỷ. Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đan cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y hòa thượng Diệu Pháp, tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực, bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một con chó đen, cao to, nhìn rất là quen. Nó hiền lành, quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm, vuốt ve nó, và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra, khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó, bệnh hoạn không để ý tới, mà dần dần hết. Một hôm, tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó để mà làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật quá nhiều, tạo tội rất là nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng, nên đã được chúng vui lòng giải oán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi, mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau, vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh Địa Tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng. Hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi chuyên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh, nhưng không còn khiến người gặp phải oán hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà hay là ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Xuân Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã thành người mẫu, thành tấm gương, để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy, Lữ Sơn Kiệt này sống ở nhân gian cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng, tâm là do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ. Tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật. Phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương, giống như tôi, sớm quay về chánh đạo, đồng chứng bồ đề. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.